ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ, đúng không quý vị? Nhưng quý vị tin một điều, Nguyễn Phương Hằng tôn vào quốc là không bao giờ được. Vì tôi nói thật, có ghét tôi, có hận tôi cũng phải phục tôi. Vì đến giờ phút này tôi đang ở trên đỉnh cao, không lý do gì tôi cắm mặt xuống đất. Thả tôi rời cuộc chơi, mà tôi đã chơi là chật là nét luôn, đúng không? Cho nên bây giờ một nửa thì ngưỡng mộ thầy Thích Minh Tuệ, một nửa thì chống đối, đang 50-50. Và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ta đúng chỗ nào, ông ta sai chỗ nào, được không ạ? Cái này chị nói hay này, hay ở chỗ là chị đang lấy cái gáo nước lạnh tát vào mặt các cái kênh truyền thông chính nghĩa đang ủng hộ chị, mà đang lấy view like từ thầy, ông thầy Thích Minh Tuệ của tôi. Các kênh chính nghĩa ủng hộ cho chị Nguyễn Phương Hằng phải lên video nói cái sự thật. Đấy, đang ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng và lấy like view từ ông thầy của tôi đó, ông thầy Thích Minh Tuệ phải nói cho thật tâm, thật lòng mình nha.